Và kế đến chúng con xin kính mời thầy Thích Hạnh Phú ạ. Dạ, và sau thầy thì con kính xin mời máy Đặng Tuyết Mai Châu chuẩn bị ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Hạnh Phú đọc giúp một câu hỏi ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy Diệm Tịnh Hải, trong một chương trình cộng tu thì có cần nghe pháp không ạ? Vì vị trưởng tràng chỗ con nói là nghe pháp nên ở nhà tự nghe lấy, ai thích thì tự nghe, không thích thì thôi, còn đến đạo tràng thì chỉ nên đọc kinh niệm Phật xuyên suốt mà thôi. Đọc kinh niệm Phật quan trọng hơn, còn nghe pháp không phải là công phu nên không bắt buộc. Vị trưởng tràng chỗ con sợ cho nghe pháp thì những người đồng tu không thích nghe pháp, họ sẽ rời bỏ đạo tràng, họ không chịu niệm Phật nữa ạ, nên không đến đạo tràng cộng tu chung nữa. Vị trưởng tràng của con sợ mất bạn đồng tu ạ, nên đạo tràng tu tịnh độ chỗ con tụng kinh niệm Phật đã lâu, nhưng mà hầu như bạn đồng tu vẫn không biết, không hiểu gì về pháp, không phát nguyện cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy con kính xin thầy Diệm Hải cho con hỏi, mình nên lập thời khóa chương trình cộng tu ở đạo tràng như thế nào cho lợi lạc đúng lý đúng pháp ạ? Vì mình có và mình có nên thuận theo ý của bạn đồng tu không? Họ thích gì thì mình chiều đó, mình thuận theo họ. Xin thầy Diệu Âm Tịnh Hải cho con một lời khuyên ạ, cũng như cho đạo tràng chúng con một lời khuyên ạ. Con thành kính tri ân thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Nam Mô A Di Đà Phật. Thời khóa cộng tu trong niệm Phật đường của mình tự mình lập ra, chứ bắt vô mà khai ra cái này thì giờ đâu mà khai ra được, nha chưa vậy nha. Về vấn đề mà nghe pháp trong thời khóa công phu rất là tốt, chư vị ơi. Chỉ có những lúc mà công phu như vậy mà mình nghe pháp như vậy nó thấm lần thấm mãi. Nhất là mình nghe mình đi cái đường nào, đi một đường. Theo như Hòa Thượng Tịnh Không vậy là nghe pháp nhiều, không nghe nhiều pháp. Mà nghe pháp nhiều tức là một pháp mà nó đúng với cái đường đi của mình, mà cứ nghe mãi, nghe đi nghe lại thì từ từ nó thấm lần. Mình hiểu cho đúng mà đi cho chính thì rất là tốt. Và chư tổ trong Tịnh Độ Tông thường hay khuyên rằng là một buổi công phu như vậy, nếu mà có thầy thì nhờ thầy khai thị, giảng giải cho một vài phút, 10 phút, 15 phút rất là tốt. Giả sử như không có thầy, đồng tu chúng ta, tức là những người trưởng tràng hoặc là những người đại diện cho cái đồng tu chúng ta quy tóm lược lại một cái ý nào đó, cứ khoảng chừng 5-10 phút, 15 phút rất là tốt, rất là tốt chư vị ơi. Tại vì nhờ như vậy thì đồng tu mà khi tới cộng tu chung với nhau đó mới có cái đường hướng rõ rệt. Còn nếu mà chúng ta nói là về nhà tự nghe pháp lấy thì coi chừng là mình đi cái đường hơi lang mang. Tại vì đồng tu về nhà thì pháp nào nghe đây? Tức là vô tình coi chừng nghe nhiều pháp mà không nghe pháp nhiều. Cái hiểu như vậy, nghe nhiều pháp tức là đi nhiều đường thì đường nào cũng không có vững, mà chập chững như vậy thì sau cùng rồi đến cái lúc cuối đời, xin thưa thật với chư vị, rất khó mà chú định được một con đường để giải thoát. Thì mong cho cái ban niệm Phật đường hay là cái đồng tu của mình nên cố gắng áp dụng, là nếu mình chọn con đường nào đó, tỉnh cũng được, thiền cũng được, mật cũng được, nên cố gắng là tìm một cái đoạn pháp nào có các vị sư để chúng ta nghe, và nghe cái đường pháp đó nghe mãi để giúp cho một cái bữa tu như vậy có thêm một cái lý đạo thâm nhập vào tâm của đồng tu chúng ta thì rất tốt. Còn nói rằng là khi sợ nghe pháp nhiều thì người ta không có muốn người ta đi, là tại vì cái duyên người ta nó không hợp với cái đường này.
thì chúng ta phải hoan hỷ cho người ta đi theo cái dương khác, chứ không nên mà tìm cách bó buộc người ta lại. Nếu mà người ta không có vui, bó buộc người ta lại thì cũng sau cùng không phải là thành tựu đâu nhé, cho vậy nhé. Và nhất là cái pháp hộ niệm, niệm Phật là càng chuyên chừng nào càng vững chừng đó. Mà muốn càng vững như vậy phải nghe qua, nghe lại, nghe lên, nghe xuống, nghe mãi một được, nhắc mãi một được. Giống như là người tập võ như vậy, ngày nào cũng phải tập, ngày nào cũng phải tập thì mới lên đài được. Chư vị nên nhớ là chúng ta đang đấu tranh với sanh tử luân hồi đấy. Đi lên đài thì lỡ mình thua thì còn có người trọng tài người ta can ra, đối phương cũng đánh chúng ta chết đâu. Còn đấu tranh với sanh tử luân hồi thì không có trọng tài, đánh chúng ta tới bài sụi luôn, kéo chúng ta tới tam đồ ác đạo, sống ai mà can ra đâu nha chư vị. Cho nên mong chư vị mới càng tập càng tành, càng học cho nhiều, đừng nên học sơ sơ rồi sau cùng rồi cũng đành phải thất bại khi bước lên đài đấu tranh với vấn đề sanh tử luân hồi. Uống lắm chư vị ơi, cố gắng lên nha. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Chúng con xin thành thành kính tri ân công đức của thầy Thích Hạnh Phú và thầy Diệu Âm Tịnh Hải ạ.